xây tương thân tình trong đạo phật tuy khác màu nhưng một tôn sư hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết noi theo đường phật giáo hoàng dương nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Diệu Huyền xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật được phát hình trên băng tần 57.8 của đài IBC TV và Galaxy 19 vào lúc 7 giờ tối hàng ngày cũng như phát lại vào lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa ngày hôm sau theo giờ California. Trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Huyền hân hạnh được mời Hòa Thượng Thích Viên Lý là Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp cũng như Thượng Tọa Sakya Minh Quang là Viện Chủ của Tu Viện Thiện Tường ở tiểu bang Illinois. Chúng con xin kính chào Thầy và mời Thầy gửi lời chào đến quý khán thính giả. Xin cảm ơn cô Diệu Nguyện. Kính chào Ngài Minh Quang và kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni cũng như quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, con cũng trước hết có lời chào Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Điều Ngự. Cô Diệu Nguyện cũng như toàn thể Chư Tôn Đức cũng như quý khán thính giả của đài IBC. Dạ, kính thưa hai thầy, con được biết là đại lễ Phật đản của Tăng đoàn đã được cử hành một cách long trọng ở chùa Điều Ngự vào ngày 21, 22 và 23 vừa qua. Thì con muốn xin hai thầy cho một vài cảm nghĩ về đại lễ này ạ. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn cô Diệu Nguyện. Xin cung thỉnh Ngài Minh Quang, hiện là Phó Chủ tịch Nội vụ của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại. Ngài cũng là cố vấn đặc biệt cho hai tổng vụ Hoằng Pháp và Giáo dục. Xin Ngài hoan hỷ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa chị Diệu Nguyện cũng như toàn thể các khán thính giả, hôm nay chúng tôi với tư cách là một thành viên của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại về đây cùng chung tay với Hòa Thượng, quý Hòa Thượng Chư Tôn Đức để tổ chức một lễ Phật đản chung cho Tăng đoàn với tinh thần hòa hợp thanh tịnh như Đức Phật đã dạy người con Phật với nhau. Chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái niềm hoan hỷ vô biên, đem pháp cúng dường dâng cho Đức Phật. Đó là sự cúng dường cao thượng nhất qua những bài tham luận về văn hóa, giáo dục, hoằng pháp của Tăng Bộ và Ni Bộ của Tăng Đoàn. Tôi nghĩ đó là cái pháp cúng dường ý nghĩa nhất cho cái lễ Phật đản hôm nay. Cảm ơn Ngài Minh Quang. Bạch Ngài và thưa quý vị cá nhân chúng tôi, thì có thể nói rằng là vô cùng xúc động, vừa xúc động vừa vui mừng. Lý do là vì ngày đại lễ Phật đản chung của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại được sự bi mẫn quan lâm của rất nhiều Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni, không phải chỉ trong Tăng đoàn mà bao gồm nhiều quốc gia, trong đó có Tây Tạng, có Nhật Bản, có Đại Hàn, có Trung Hoa, có Tích Lan, có Miến Điện, có Lào, có Campuchia, có Thái Lan, vân vân. Dĩ nhiên là có những người bạn xứ, và mỗi một truyền thống như vậy đã vận dụng cái năng lực thanh tịnh của mình tụng một thời kinh ngắn để dâng lên cúng dường ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Riêng Chư Tôn Đức Giáo phẩm đang tu tập trong cái truyền thống của Nam Tông thì quý ngài đã đồng loạt cử hành nghi thức khánh đản bằng tiếng Bali. Việt Nam thì chắc chắn là quý vị đã nghe Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Đế Việt Nam cũng đã vận dụng năng lực thanh tịnh của mình để tụng một thời kinh ngắn bằng tiếng Việt.
Và như Ngài Minh Quang đã trình bày, ngày hôm qua có một khóa hội thảo đặc biệt, chủ đề được trình bày đó là vai trò giáo dục hoằng pháp và ni giới trong thời đại mới. Và sau cái khóa hội thảo, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni cũng đã đến trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để tưởng niệm chư anh linh của chiến sĩ vị quốc vong thân đồng bào nạn nhân chiến cuộc. Và ngày thứ sáu thì phái đoàn cũng đã cử một tăng đoàn đã cử một phái đoàn đến thăm quý cụ cao niên, những người cô neo bệnh tật tại Viện Dưỡng Lão, để mục đích là thực hành lòng từ bi mà Đức Phật đã khai thị. Và hôm nay thì nghi thức khánh đản chính thức đã được cử hành, và có cái phần khất thực thực hiện lại cái truyền thống mà khi còn tại thế Đức Phật cùng với tăng đoàn đã thực hiện. Có nhiều cái tiết mục trong suốt 3 ngày đại lễ Phật đản chung của tăng đoàn được tổ chức tại chùa Điều Ngự đã là một cái sự tiếp khích vô cùng lớn lao, không chỉ đối với cá nhân của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng là đối với tất cả những ai đã có duyên tham dự cũng như là theo dõi trên đài truyền hình IBC băng tần 57.8 và Galaxy 19. Dạ, kính bạch thầy, con được biết là Thượng tọa Minh Quang vừa mới xuất bản một tác phẩm có tên là Vô Thường và Giải Thoát Đạo, thì con không biết là vì lý do gì mà thầy đã sáng tác nên quyển sách này ạ? Cảm ơn chị đã nhắc đến quyển sách mình vừa xuất bản với tựa đề là Vô Thường và Giải Thoát Đạo, tại nhân dịp chuẩn bị khánh thành tu viện Thiện Tường. Tên của sư phụ đó là Hòa Thượng Ân Sư, bổn sư của mình khi xuất gia, cho nên xuất bản quyển sách này. Vô Thường và Giải Thoát Đạo là tập hợp những tư duy kinh nghiệm sau bao nhiêu năm giảng dạy, nhằm giới thiệu một cái giáo lý căn bản nhưng mà vô cùng là quan trọng, mình có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Bởi vì dù muốn dù không, chúng ta đều phải đối diện cái sự khổ đau vô thường của cuộc đời. Nhưng mà rất là nhiều người chưa hiểu thấu đáo cái đạo lý vô thường mà Đức Phật muốn nói. Bởi vì nó có những điểm chung với những cái triết lý ở bên ngoài, nhưng mà cũng điểm riêng của trong Phật giáo. Điểm riêng ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đó là cái vô thường, là cái thiền quán về vô thường. Vô thường quán khác vô thường quán. Quán là quan niệm, quán là quán chiếu thực tập. Và nhờ vô thường mình có thể ngộ được khổ không vô ngã, và mình hiện tại thì có thể bớt được phiền não và có thể chứng được thánh quả, giải thoát, giác ngộ. Đó là ý nghĩa, mục đích để xuất bản quyển sách Vô Thường và Giải Thoát Đạo. Dạ, con xin thầy Viên Lý chia sẻ một vài cảm nghĩ về tác phẩm mới này của thầy Minh Quang ạ. Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Tất nhiên chỉ còn một phút ngắn ngủi thì chúng tôi chưa thể đi sâu vào cái nội dung, nhưng mà qua cái phần thứ hai của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài cái cảm nghĩ của chúng tôi khi mà đọc cái tác phẩm mới của Ngài Minh Quang. Sở dĩ chúng tôi nói là mới là vì trước đây Ngài đã viết và xuất bản rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, chứ không phải là chỉ một tác phẩm duy nhất này. Thì Ngài Minh Quang, thưa quý vị, đã tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Ngài chỉ những giỏi tiếng Anh
mà còn giỏi tiếng Hoa, tiếng Nhật. Anh là một học giả, anh là một bậc chân tu thật học, để dày công tu niệm cũng như là nghiên cứu để có thể cống hiến cho Phật giáo, cho quý độc giả những cái tài liệu có thể nói rằng là rất rất là giá trị. Nếu mà không nhờ cái sự nghiên cứu công phu của Ngài thì có những cái điều chúng ta từng nghe, từng đọc, nhưng mà chúng ta không biết được cái xuất xứ của nó như thế nào. Thành thử ra là một học giả, Ngài đã dày công nghiên cứu để giúp cho mỗi một chúng ta có được cái cơ hội hiểu được những gì mà chúng ta cần tìm hiểu. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị một vài cái suy nghĩ của chúng tôi về cái tác phẩm mà chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta cần dành thời giờ để đọc. Dạ, con xin cảm ơn lời chia sẻ của thầy. Xin mời quý vị nghỉ ngơi trong giây lát với phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại ngay để gửi đến quý vị những cảm nghĩ của thầy Thích Viên Lý về tác phẩm mới của Hòa Thượng Minh Quang có tên là Vô Thường và Giải Thoát Đạo. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một...